trong một đoạn thư gửi cho con trai của mình thì nhà vật lý thiên tài Albert Einstein đã từng viết rằng cuộc sống cũng giống như việc lái xe đạp vậy, để có thể cân bằng con luôn phải di chuyển và tiến về phía trước. Câu nói này không những có giá trị về mặt giáo dục, khuyên bảo chúng ta rằng không được gục ngã và dựng chân trước bất kỳ khó khăn nào, mà còn mang hàm ý về mặt vật lý. Quả thật, nếu chiếc xe đạp hay một chiếc xe hai bánh bất kỳ không di chuyển, nó sẽ ngã. Nhưng vì sao? Thì xe đạp hay là một cái chiếc xe hai bánh, xe máy gì đó để có thể di chuyển về phía trước thì nó nhờ có cái gọi là động lượng và một cái lực mà khiến cho cái xe này ngã ngang khi mà nó mất đi động lượng, chính là cái trọng lực. Trong nhiều thập kỷ qua thì hầu hết các nhà khoa học cũng như vật lý đều cho rằng yếu tố giúp cho một chiếc xe đạp hay là một chiếc xe hai bánh có thể đứng vững vàng khi mà chúng ta tạo động lượng cho nó chính là nhờ hiệu ứng con quay hồi chuyển. Hiệu ứng con quay hồi chuyển này nó cho rằng khi mà một cái bánh xe ở trạng thái quay thì nó luôn có xu hướng trở về cái hướng đi ban đầu. Có một cái thí nghiệm rất là nổi tiếng trên YouTube để nói về hiệu ứng con quay hồi chuyển, đó chính là chúng ta treo một cái bánh xe lên và cho dù có nghiêng về bên trái hay bên phải thì cuối cùng nó vẫn sẽ chuyển động theo một cái phương thẳng đứng. Trong cái trường hợp này thì động lượng được gọi là moment động lượng, và nó được tạo ra khi mà chúng ta có cái hành động đạp và giúp cho cái xe tiến về phía trước. Tuy nhiên, sau một cái thời gian nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng hơn thì các nhà khoa học đã cho rằng hiệu ứng con quay hồi chuyển không phải là cái yếu tố duy nhất đóng vai trò trong cái việc mà giữ cho xe đạp hay là xe hai bánh có thể cân bằng khi chúng ta di chuyển nó về phía trước. Các nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực này đã tiến hành rất là nhiều những cái thử nghiệm và tính toán để nhận thấy rằng nếu hiệu ứng con quay hồi chuyển được loại bỏ hoàn toàn thì chiếc xe vẫn có thể cân bằng khi nó tiến về phía trước. Vì vậy, họ bắt đầu đưa ra một cái giả định, đó chính là hiệu ứng Caster. Thì Caster, cho bạn nào chưa biết, nó là cái góc được tạo thành bởi trục bánh lái và phương thẳng đứng. Nếu mà chúng ta nhìn từ bên hông, thì cái vai trò của hiệu ứng Caster trong cái việc giúp cho xe hai bánh thăng bằng nó như thế nào? Hãy nhìn vào thiết kế của xe thì các bạn có thể thấy là trục lái của bánh trước sẽ nghiêng về phía sau một chút xíu, làm cho bánh trước thật ra là chuyển động nhanh hơn bánh sau trong quá trình mà cái xe đạp chúng ta vận hành. Vì vậy khi xe bắt đầu chuyển động theo khuynh hướng sang trái thì lực ly tâm của bánh sau sẽ giữ cho mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát bởi nó vẫn đang chuyển động theo hướng thẳng. Bánh xe phía sau lúc này sẽ tự động giữ cho chiếc xe nghiêng về bên phải và duy trì cái trạng thái thẳng đứng. Thì đó là cái giải thích nó đơn giản nhất và gần như là dễ hiểu nhất đối với cái việc mà tại sao một chiếc xe hai bánh lại có thể cân bằng khi chúng ta di chuyển. Vậy thì giờ đây sau cái giải thích đơn giản của mình phía trên thì các bạn có thể hình dung rằng có hai yếu tố giúp cho xe đạp có thể cân bằng khi mà chúng ta đạp nó và tiến về phía trước, đó chính là hiệu ứng con quay hồi chuyển và cả hiệu ứng Caster. Và có thể nào hình dung là trên xe máy cũng vậy. Tất nhiên là sẽ còn rất là nhiều những cái biến số khác đối với xe sử dụng động cơ và thậm chí là trên cái chiếc xe đạp này, thì hiện tại vẫn còn rất là nhiều những nhà vật lý trên thế giới vẫn đang tiếp tục làm việc để xem những cái yếu tố khác nhau sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái khả năng cân bằng của xe. Thì đó cũng là những cái gì mà mình muốn trình bày với các bạn về cái cơ chế giúp cho xe hai bánh, xe đạp có thể cân bằng. Nếu anh em thấy video hữu ích thì nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Xe Tinh Tế. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là Minh Trí, ở đây mạng xã hội Tinh Tế.vn.